Trời, súp bí đỏ béo ghê, ngon ghê. Súp này ngày nào cũng ăn chắc lên cân quá. Nói biết không, người ta nói là quan trọng không phải đi đâu, mà là quan trọng là đi với ai. Con thấy cái dịp cái chuyến đi này là mọi thứ nó đều rất là hoàn hảo. Con vừa đi được đến một cái resort rất là đẹp, mà còn vừa được đi chung với ba má nữa. Giống như là cái niềm vui đi nhân đôi vậy. Sau cả một ngày được tâm sự với ba và được nghe những cái chia sẻ của má, thì thực sự là anh thấy là anh học hỏi được rất là nhiều. Mà anh nghĩ là sau chuyến đi này về thì hai vợ chồng tình cảm nó sẽ nhiều hơn, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và trân trọng những cái khoảng thời gian lại bên cạnh nhau nhiều hơn. Anh muốn cuộc sống hôn nhân nó lãng mạn hơn một chút. Người đàn ông này không lãng mạn, dù mình nói vậy thôi, nhưng mà thay vì thay đổi người khác thì anh quyết định chọn cách là thay đổi bản thân mình. Anh yêu ngạc nhiên lắm phải không nhỉ? Mấy mươi năm rồi bây giờ mới viết lại những dòng chữ mà từ lâu lắm chúng mình không gửi cho nhau những dòng tâm sự. Mẹ nhớ rất rõ những dòng chữ ngày xưa, mới khi anh nhớ em, giận em và có những lần lỗi với em, anh đều viết thư và em yêu anh vì những điều đó. 33 năm, một khoảng thời gian dài, nhưng nhìn lại, anh vừa người em yêu, vừa là người bạn đời, người hiểu em và hy sinh cho em. Luôn trân trọng mãi tình yêu và kính trọng người đàn ông duy nhất của em, đó là ông xã Nguyễn Trung. Anh ơi, giờ văn chương nó không đã, không còn hay xưa. Hạnh em cũng đã hơn 20 năm anh mới viết lại những dòng chữ này. Thời mình yêu nhau đâu có điện thoại, đâu có nhắn tin, đâu có Facebook gì mà vẫn hẹn hò, vẫn tìm nhau từ tỉnh này qua từ thành phố khác. Nghĩ lại cũng hay thật. Hạnh, anh nghĩ rồi, từ đây về sau hai vợ chồng mình sẽ tự sắp xếp cho mình những cuộc đi chơi hoặc đi du lịch để chúng ta ôn và nhắc lại những gì hơn 30 năm chung sống. Có thể văn từ không hay lắm như xưa, nhưng anh cũng muốn nhắc em về những lá thư trước đây, hai đứa mới yêu. Vài dòng hiểu lòng anh, có lẽ em hơi bất ngờ sau hơn 30 năm mới thấy lá thư này một ngày giữa tháng 3. Anh đọc thư em chưa? Rồi. Hứa nha, hứa đi du lịch là phải đi nha. Rồi, đó là anh, là anh hồi đó anh nói với em là anh không thích đi du lịch đó. À. Bây giờ là rồi đến cái tuổi này là bắt đầu mình hưởng thụ rồi mà. Alo. Đâu rồi em? Xong chưa vậy? Em đang ở trong phòng. Đi ra đi ra ngay chỗ rạp chiếu phim đi. Ok. Nhanh nha, anh đang đợi á. Đâu rồi? Anh ơi. Anh ơi. Hẹn tôi đây xong đi đâu rồi trời? Hello, hello. Xin chào bé Ánh. Bé còn ở đó không ta? À, hôm nay chính xác là hiện tại khi mà chồng quay cái clip này là kỷ niệm một năm ngày cưới của mình. Nhanh thiệt ha, mới đó mà một năm trôi qua rồi. Nhớ ngày này một năm trước, chồng còn là một tráng sĩ tươi xanh với những ước mơ, những hoài bão của một thanh niên mới lớn. Hai bàn tay trắng này đã làm nên biết bao nhiêu nợ nần.
Sau một năm, nợ nần còn nguyên đó, nhưng mà lời ra được một cục. Một cục bảo bối nặng 6,3 kg. Bú một ngày 6 lần và đêm vẫn thức tới 3 giờ sáng. Trước tiên thì chồng muốn xin lỗi vợ. Bởi vì chồng làm chồng không có tốt. Trong một năm vừa qua thì nếu mà nói chính xác là từ cái thời điểm mà có bảo bối thì chồng hơi lơ là vợ. Chồng làm không có tốt cái trách nhiệm làm chồng. Tại vì vợ biết tính chồng mình, chồng hay lo xa lắm. Khi mà chồng lo xa quá thì chồng cứ nghĩ tới là mình phải cố gắng nhiều hơn cho con mình trong tương lai. Nó sẽ có cái này, nó sẽ có cái kia, nó sẽ không thua sút người này, nó không thua sút người kia. Cho nên chồng cắm đầu cắm cổ chồng làm để chồng lo. Rồi thời gian mà chồng được nghỉ thì chồng chỉ có chạy về chồng coi bảo bối làm sao rồi, hôm nay nó ăn uống làm sao rồi, sắp tới đi chích ngừa như thế nào, rồi đêm nay nó ngủ có ngon giấc hay không. Thì chồng quên mất tiêu vợ luôn. Đó là cái lỗi lớn nhất của chồng. Chồng không làm tốt trách nhiệm làm chồng. Bây giờ cũng phải thông cảm cho chồng là chồng đang học làm chồng mà. Với lại con cũng còn nhỏ quá, chồng chỉ mới lần đầu làm cha thôi, cho nên mọi thứ đều phải cố gắng. Nhưng mà chồng hứa là trong thời gian sắp tới, nếu như mà mọi thứ nó tốt giống như những gì mà kế hoạch mà vợ chồng mình đã đặt ra, thì vợ sẽ quay lại với công việc. Còn hiện tại bây giờ thì là ích kỷ của bản thân, chồng muốn vợ ở nhà để chăm sóc cho con. Mỗi ngày bạn bè của mình đều đi làm, chồng biết cái cảm xúc đó nó khó chịu lắm. Cái mong muốn của chồng đối với vợ thì chồng chỉ có mong muốn duy nhất thôi, là vợ phải tin chồng nhiều hơn. Coi clip chưa? Rồi. Có xúc động đậy quá khóc không? Đó. Tặng em nè. Cảm ơn. Thích không? Thích. Cảm ơn. Bất ngờ hơn. Quay hồi nào vậy? Ừ. Quay hồi nào vậy? Lâu rồi. Xạo. Ừ. Đúng rồi. Mốt nhớ thương em nhiều hơn nha. Nhớ thương em hết thương rồi.